Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập tiếng Việt Nam tuần 6 trang 39-40, tập làm văn, luyện tập tả cảnh. Số 1 nhỏ, đọc các đoạn văn dưới đây và thực hiện yêu cầu ở dưới. A. Biển luôn thay đổi màu tùy theo sắc mây trời. Trời xanh thẳm, biển cũng thẳm xanh, như dâng cao lên, chất nịch. Trời rải mây trắng nhạt, biển mơ màng dịu hơi sương. Trời âm u mây mưa, biển xám xịt, nặng nề. Trời ầm ầm giông gió, biển đục ngầu, giận dữ. Như một con người biết buồn vui, biển lúc tẻ nhạt, lạnh lùng, lúc sôi nổi, hả hê, lúc đăm chiêu, gắt gỏng. Như vậy, sau khi các em đọc đoạn văn thì các em sẽ thực hiện các yêu cầu. Thứ nhất đó là đoạn văn tả đặc điểm gì của biển. Rồi thứ hai là để tả được đặc điểm đó thì tác giả quan sát những gì và vào những cái thời điểm nào. Rồi chúng ta sẽ gạch dưới những cái hình ảnh trong đoạn văn thể hiện những cái liên tưởng thú vị của tác giả khi quan sát biển. Thì ở đây đoạn văn tả đặc điểm gì của biển thì các em hãy đọc cái đoạn văn thứ nhất. Biển luôn thay đổi màu tùy theo sắc mây trời. Như vậy thì ở đây cái đoạn văn sẽ tả đặc điểm của biển, đó là đoạn văn tả màu sắc của biển thay đổi theo sắc mây trời. Như vậy các em sẽ trả lời là đoạn văn tả đặc điểm là của biển là thay đổi tùy theo sắc mây trời. Rồi tiếp theo, để tả được đặc điểm đó thì tác giả đã quan sát những gì và vào những cái thời điểm nào. Thì các em sẽ đọc những cái đoạn câu văn còn lại thì các em thấy rằng tác giả đã quan sát bầu trời và mặt biển vào những lúc khác nhau. Khi thì bầu trời xanh thẳm, khi bầu trời thì rải mây trắng nhạt, khi bầu trời âm u, rồi khi trời khi giông gió, rồi lúc thì sôi nổi, lúc sôi nổi, rồi lúc thì hả hê, đăm chiêu, gắt gỏng. Thì đó là những cái đặc điểm, để tả được đặc điểm đó thì tác giả đã quan sát những cái điểm đó vào cái những cái thời điểm nêu ở đây. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ gạch dưới những cái hình ảnh trong đoạn văn thể hiện những cái liên tưởng thú vị của tác giả khi quan sát. Thì các em thấy ở đây những cái liên tưởng thú vị của tác giả khi quan sát đó là như một con người biết buồn vui, biết lúc tẻ nhạt, lạnh lùng, lúc sôi nổi, hả hê, lúc đăm chiêu, gắt gỏng. Đó là những cái liên tưởng thú vị của tác giả. Như vậy thì các em sẽ trả lời là bây giờ các em sẽ trả lời đoạn văn tả đặc điểm gì của biển thì đoạn văn tả màu sắc của biển thay đổi tùy theo sắc mây trời. Rồi để tả được cái đặc điểm đó thì tác giả đã quan sát những gì và vào những cái thời điểm nào. Thì tác giả đã quan sát bầu trời và mặt biển vào những lúc khác nhau. Khi bầu trời xanh thẳm, khi bầu trời rải mây trắng nhạt, khi bầu trời âm u, khi giông gió lạnh lùng, lúc sôi nổi hả hê, đăm chiêu gắt gỏng. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ gạch dưới những cái hình ảnh trong đoạn văn thể hiện những cái liên tưởng thú vị của tác giả khi quan sát. Khi quan sát biển đó là các em viết lại câu văn và các em sẽ gạch dưới. Như một con người biển biết buồn vui, biển lúc tẻ nhạt, lạnh lùng, lúc sôi nổi, hả hê, đăm chiêu, gắt gỏng. Rồi tiếp theo câu B. Con kênh này có tên là kênh mặt trời. Nơi đây, suốt ngày ánh nắng rừng rực đổ lửa xuống mặt đất. Bốn phía chân trời trống khuếch, trống toát, trống khoát.
Từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn không kiếm đâu ra một bóng cây để tránh nắng. Buổi sáng con kênh còn phơn phớt màu đào, giữa trưa bỗng hóa ra một dòng thủy ngân cuồn cuộn lóa mắt, rồi dần dần biến thành một con suối lửa lúc trời chiều. Có lẽ bởi vậy mà nó được gọi là kênh mặt trời. Rồi các em sẽ làm theo yêu cầu là con kênh được quan sát vào những thời điểm nào trong ngày? Tác giả nhận ra đặc điểm của con kênh chủ yếu bằng giác quan nào? Rồi gạch dưới những cái hình ảnh trong đoạn văn thể hiện sự liên tưởng của tác giả khi quan sát và miêu tả con kênh, nêu tác dụng của liên tưởng đó. Như vậy các em thấy ở đây con kênh được quan sát vào những thời điểm nào trong ngày? Thì các em thấy con kênh trong đoạn văn này, con kênh được quan sát là suốt ngày, từ lúc mặt trời từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn. Mặt trời mọc đây, lúc mặt trời mọc, rồi tới là buổi sáng, rồi đến giữa trưa, rồi đến là trời chiều. Đó, thì tác giả đã quan sát suốt ngày từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, buổi sáng, giữa trưa và lúc trời chiều. Rồi tác giả nhận ra những cái đặc điểm của con kênh chủ yếu bằng giác quan, đó là bằng thị giác. Để thấy được màu sắc thay đổi của con kênh thì tác giả đã dùng thị giác, đã quan sát bằng thị giác. Ngoài ra thì còn bằng xúc giác để thấy cái sức nóng của mặt trời, sức nóng đó là như đổ lửa. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ gạch dưới những hình ảnh thể hiện sự liên tưởng của tác giả. Thì các em thấy cái hình ảnh thể hiện sự liên tưởng, những hình ảnh trong đoạn văn thể hiện sự liên tưởng của tác giả đó là ánh nắng rừng rực đổ lửa xuống mặt đất nè. Rồi buổi sáng thì con kênh còn phơn phớt màu đào, giữa trưa thì hóa ra một dòng thủy ngân cuồn cuộn lóa mắt, rồi dần dần biến thành một con suối lửa lúc trời chiều. Đó, thì em thấy là rồi có lẽ bởi vậy mà nó được gọi là kênh mặt trời. Đó, thì đó là những cái hình ảnh thể hiện sự liên tưởng của tác giả khi quan sát. Thì tác dụng của sự liên tưởng này đó là giúp cho chúng ta hình dung được là cái nắng rất là dữ dội, làm cho cảnh vật hiện ra sinh động hơn, gây ấn tượng hơn với người đọc. Như vậy các em sẽ trả lời là con kênh được quan sát suốt ngày, từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, buổi sáng, giữa trưa và lúc trời chiều. Tác giả nhận ra đặc điểm của con kênh chủ yếu bằng thị giác để thấy được màu sắc thay đổi của con kênh, ngoài ra còn bằng xúc giác để thấy nắng nóng như đổ lửa. Rồi gạch dưới những hình ảnh thể hiện sự liên tưởng của tác giả khi quan sát và miêu tả con kênh, điều tác dụng của những liên tưởng đó. Thì các em sẽ gạch dưới những hình ảnh đó là ánh nắng rừng rực đổ lửa xuống mặt đất. Buổi sáng con kênh còn phơn phớt màu đào, giữa trưa bỗng hóa ra một dòng thủy ngân cuồn cuộn lóa mắt, rồi dần biến thành một con suối lửa lúc trời chiều. Rồi tác dụng của liên tưởng đó là giúp người đọc hình dung được cái nắng dữ dội, làm cho cảnh vật hiện ra sinh động hơn, gây ấn tượng hơn với người đọc. Rồi tiếp theo là câu 2, dựa vào kết quả quan sát của mình, em hãy lập dàn ý bài văn miêu tả một cảnh sông nước, một vùng biển, một dòng sông, một con suối hay một hồ nước. Thì đầu tiên các em sẽ lập dàn ý, đó là dàn ý thì gồm có là 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài. Mở bài thì các em sẽ giới thiệu cảnh đẹp, con sông mà em định tả tên là gì, ở đâu. Ví dụ con sông Tiền nơi Phà Thịnh Miễu. Tại sao em lại chọn tả dòng sông ấy? Thì đó là con sông quê ngoại, có nhiều kỷ niệm gắn bó với em. Rồi tiếp theo là phần thân bài, thì các em sẽ tả dòng sông, tả vào buổi sáng mặt sông thì như thế nào, phẳng lặng, lục bình trôi dập dềnh, thỉnh thoảng có vài con thuyền chạy qua,
Vài chiếc xà lan chở hàng hóa khuấy động dòng nước, nước đục nhờ nhờ nhấp nhô sóng. Hai bên bờ sông là dừa nước, thấp thoáng vài nóc nhà. Từng chiếc phà lớn nhỏ chở hàng hóa đi hòa người và xe cộ. Từ sáng sớm đã đông đúc tấp nập. Nắng lên thì mặt nước lấp lánh, nước sông đỏ đậm phù sa, cuồn cuộn chảy, sóng đánh vào mạn phà, thuyền. Rồi tiếp theo là buổi chiều thì thủy triều xuống, nước sông cạn hơn. Lòng sông hẹp lại, thuyền bè đi lại vẫn tấp nập trong ánh hoàng hôn. Sóng nước sóng sánh những sắc vàng, trông thật đẹp. Rồi kết luận thì sông đầy gắn bó vì đó là quê ngoại thân yêu, con sông là nên vẻ đẹp cho quê hương. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 5. Thì sau khi xem xong, các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thị Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.